Cũng trong ngày hôm nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm văn phòng đại diện Sở Công Thương tại Bắc Xê, tỉnh Chăm Pa Sắc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên văn phòng, đồng thời đề nghị văn phòng chủ động thúc đẩy bạn sang Đà Nẵng để trao đổi xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, thúc đẩy việc triển khai nội dung bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào, triển khai các nội dung kết quả đạt được tại hội nghị kết nối giao thương tại Chăm Pa Sắc ngày 5 tháng 7 năm 2022, kết nối hoạt động du lịch logistics giữa Đà Nẵng với Chăm Pa Sắc qua Thái Lan và ngược lại, nhất là xúc tiến mở đường bay thẳng giữa Chăm Pa Sắc và thành phố Đà Nẵng.